Giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi kiếp nạn
Xin A Di Đà Phật. Kính thưa Thân Linh Phật Tử, Pháp Linh Âm Lương Thế Dân Lê Thị Huệ, sinh năm Kỷ Mão, mất ngày mùng 7 tháng 8 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 86 tuổi. Kính thưa gia đình tan quyến, hôm nay quý thầy ở chùa Giáp Thìn, thầy Pháp Môn là người đã có duyên gặp chị Trang, là một Phật tử thuần thành. Do vậy hôm nay mình được khai tin thân mẫu của chị Trang cũng như của gia đình tăng quyến, vì tâm hương thế gian lễ thì
Vâng
tất cả những tấm lòng
rất tiếc. Bác là một người thâm niên kỳ cựu, có thể là một trong những cái nhân vật mở đầu cho việc hình thành tại cái chùa Hải Quan, ban hộ tự chùa Hải Quan trong những thời điểm năm 60 và cho đến tận bây giờ, bác đã gắn bó với mấy chùa Hải Quan vài chục năm. Chúng con thấy như là lãnh của bác thường đến chùa cùng với bác trai chăm lo từ bếp ăn, từ mọi vật dụng, rồi tới hôm nay buổi hạn bác về trời. Chúng con đến đây thắp nén hương nguyện cầu bác sớm siêu sinh tịnh độ về cảnh niết bàn, và trên đó bác luôn phù hộ cho mọi người cũng như gia đình được mọi sự an lành hạnh phúc. Kính thưa đàn gia hữu quý, chúng tôi những người bạn, những người em, những anh của các đàn gia hữu quý về đây xin chia sẻ sự mất mát đau thương của gia đình, nguyện chúc lành gia đình luôn vượt qua những nỗi khổ của nỗi đau này, để cầu nguyện cho bà mẹ của mình sớm vãng sanh cực lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, các đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A